Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một kèo Europe. Chúng ta sẽ nhận được đồng Wonjumun của một cái token nằm trong một tựa game NFT chúng ta có thể play to earn. Thì cái tựa game này thì nó sẽ lấy cái bối cảnh hồ sơ của Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đấy, thì các bạn có thể thấy các cái nhân vật của nó được lấy theo cái tên của Tam Quốc Diễn Nghĩa, các cái nhân vật anh hùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đó, ở đây thì chúng ta có thể xem qua về một số cái giao diện rồi là roadmap. Hiện tại thì cái kèo Europe, cái đồng token này nó đã được mở DX sale ở vài hôm trước. Đó, đây một số cái giao diện của cái tựa game này. Thì trong trò chơi này thì mình khái quát qua về cách chơi thì anh em có thể sưu tập các cái anh hùng, chiêu mộ các cái anh hùng và nâng cấp, rồi là trang bị cho họ các cái vũ khí. Và sau đó thì các bạn sẽ đưa đi để đánh các cái ải qua các cái từng giai đoạn như thế này. Và khi đánh ải thì các bạn có thể là nhận được vũ khí này, trang bị này và hoặc là cái đồng token ở trong game. Ok, thì đó là cách để chúng ta kiếm tiền ở trên cái tựa game này. Thì nếu bạn quan tâm về cái tựa game thì chúng ta có thể vào để các bạn đọc qua cái phần roadmap của cái tựa game này. Đó, nói chung thì tựa game cũng đang trong quá trình hoàn thiện và cũng đã có cái roadmap lộ trình rõ ràng để anh em có thể tham gia. Những anh em nào mà yêu thích những cái tựa game về Tam Quốc hay là những cái tựa game về nhập vai, chiến đấu, chiến thuật thì đây cũng là một cái lựa chọn để cho anh em có thể tìm hiểu thêm. Rồi thì đến với cái vấn đề chính ngày hôm nay, đó là tham gia một kèo Europe. Thì trong kèo Europe này thì các bạn sẽ nhận được là 200 cái đồng Wonjumun này free. Đấy, thì để tham gia một kèo Europe thì đầu tiên anh em sẽ nhấn vào đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đó, khi các bạn mời thêm được một bạn bè tham gia thì chúng ta sẽ nhận được thêm 1.000 cái đồng kim này. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ nhấn Start để bắt đầu chat với bot, sau đó các bạn nhấn tiếp vào phần Join Europe. Bây giờ nó sẽ ra cho chúng ta các cái nhiệm vụ để các bạn có thể làm. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn sẽ join vào kênh Channel Group. Rồi và Channel Telegram Channel. Đó, thì đây là hai cái kênh để các bạn có thể cập nhật về cái tựa game này mới nhất. Ok. Tiếp theo, nhiệm vụ thứ hai các bạn sẽ tiến hành follow Twitter, retweet bài đăng và tác thẻ ba người bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang Twitter của nó. Ở đây thì các bạn sẽ kích vào phần follow. Rồi sau đó các bạn sẽ lướt xuống phía dưới, chúng ta sẽ thấy cái bài pin, bài game đang được ở đây. Các bạn tiến hành thả tim và chúng ta nhấn vào phần quote tweet. Phần này thì các bạn sẽ chọn cho mình là ba bạn bè. Mình sẽ lấy ba bạn bè ở trong cái trang Twitter của mình để mình tác thẻ nhé. Ok. Thì những bạn nào còn chưa follow cái kênh Twitter của mình thì các bạn có thể copy cái username Twitter của mình lên phần search Twitter và follow mình. Đó, để chúng ta tác thẻ cũng như là theo mình làm một số kèo Europe ở trên này. Ok, thì mình sẽ lướt xuống phía dưới, sẽ có một vài kèo ở đây, đã có 4 bạn bè đi. Yêu cầu tác thẻ 3 bạn bè nhưng chúng ta tác thẻ 4 bạn thì vẫn không sao nhé. Và thêm một chút lưu ý nữa là kèo Europe này nó sẽ end vào ngày 18 tháng 9 năm 2021. Đó. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào phần retweet. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ hai. Tiếp đến với nhiệm vụ thứ ba, chúng ta sẽ subscribe kênh YouTube, like và comment video. Đây các bạn sẽ tiến hành chúng ta mở cái trang YouTube của nó lên. Đó, bây giờ các bạn sẽ tiến hành chúng ta nhấn vào phần like. Đầu tiên là chúng ta sẽ subscribe này, đăng ký này. Đấy, các bạn có thể nhìn qua cái giao diện về cái tựa game nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ nhấn vào like nữa. Ok, và comment. Ok, thì mình nghĩ cái này thì nó cũng không kiểm tra được, nên là các bạn comment cũng được, không comment cũng được. Ok. Đó, thì đây một số cái giao, cũng là một số cái giao diện của game thôi. Thì chúng ta sẽ cùng vào thử xem là cái kênh này mới chỉ có một cái video demo thôi. Ok. Rồi, sau khi hoàn thành, chúng ta tiếp tục làm cái nhiệm vụ thứ tư, đó là các bạn sẽ join vào cái kênh quảng cáo. Kênh liên kết đó là kênh Europe này ở đây. Nếu các bạn chưa join sẽ có phần join Europe. Và nếu các bạn join rồi thì thôi, các bạn quay lại và chúng ta làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter và retweet bài đăng của cái kênh liên kết. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành chúng ta mở cái kênh liên kết lên. Đó chính là cái kênh Europe Star, một cái kênh quen thuộc với những các bạn làm Europe. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ lướt xuống ở cái phần phía dưới. Ở phần này thì các bạn sẽ tìm cái bài của cái đồng game ở đây, 18 giờ trước. Rồi chúng ta thả tim và nhấn vào phần quote tweet. Ở đây thì mình sẽ để lại một chấm, nếu lát nữa nó có yêu cầu lấy cái đường link thì sẽ dễ dàng hơn.
Đó, còn cái nhiệm vụ này thì nó không yêu cầu chúng ta tác thẻ. Ok, sau đó các bạn sẽ quay lại cho mình ở cái phần nhiệm vụ. Ở đây các bạn sẽ sau khi làm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, chúng ta sẽ nhấn vào phần Visitation. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành nhập mã captcha. Ở đây thì nó sẽ cho các bạn một cái cụm từ. Bây giờ bạn sẽ cần phải chọn cái hình tương đương với cụm từ này. Từ car dịch ra tiếng Anh là tiếng tiếng Việt là ô tô, thì mình sẽ kích vào cái biểu tượng ô tô. Đó, sau đó chúng ta sẽ tiến hành điền cái email. Ok. Rồi, sau đó các bạn sẽ tiến hành điền địa chỉ ví Binance Smart Chain, thì các bạn có thể lấy ở địa chỉ ở trên ví MetaMask hoặc là ví Chess Wallet. Các bạn dán vào, nhấn vào Enter. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào cái link Twitter cá nhân của các bạn bằng cách chúng ta vào lại trang Twitter, các bạn vào phần profile. Phần này thì các bạn sẽ copy cho mình cái link Twitter cá nhân của chúng ta vào, dán vào đây, nhấn vào Enter để tiếp tục. Tiếp theo là link retweet. Ok. Chúng ta sẽ cần phải lấy cái link bài retweet của chúng ta lúc nãy ở cái trang Runjumon. Ok, thì các bạn sẽ vào phần profile trên Twitter nhé. Chúng ta vào phần profile này, sau đó các bạn sẽ vào phần tweet và replit. Phần này thì các bạn sẽ lướt xuống, chúng ta sẽ chọn cái bài mà chúng ta retweet từ cái trang Runjumon này, thì các bạn sẽ kích vào này. Ở đây các bạn sẽ sao chép cái đường link của cái bài đăng này của chúng ta và các bạn sẽ dán vào đây. Rồi, Enter. Tiếp theo ở đây nó hỏi là bạn đã subscribe kênh YouTube chưa? Bạn nhấn vào I have joined. Nếu bạn không làm thì bạn nhấn skip để chúng ta bỏ qua. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục điền cái link YouTube của các bạn xuống ở phía dưới. Thì chúng ta sẽ vào phần kênh của bạn này. Sau đó các bạn sẽ copy cái đường link kênh YouTube này cho mình, kênh YouTube cá nhân của chúng ta. Rồi, ok, nhấn Enter. Tiếp theo do vào kênh quảng cáo thì phần này nếu chúng ta làm nhấn vào I have joined, còn các bạn không làm chúng ta nhớ skip để bỏ qua. Rồi cũng I have joined vì mình đã làm hết tất cả nhiệm vụ. Ok, sau đó thì nó sẽ hiện lên cho các bạn một cái đường link. Bây giờ thì các bạn có thể chia sẻ cái đường link này cho bạn bè của chúng ta tham gia để các bạn có thể nhận thêm cái đồng token. Và video của mình kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Nếu bạn nào còn chưa join vào cái kênh Aerox kiếm tiền online CCA channel của mình thì các bạn có thể join vào đây để chúng ta cập nhật những kèo Aerox mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ trên kênh. Cũng như là nếu các bạn có cái thắc mắc nào thì các bạn có thể vào trong này, chúng ta tạo những cái bài đăng thì mình sẽ phê duyệt và giải đáp thắc mắc, các admin trong nhóm sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Sắp tới thì khi mà có thời gian rảnh thì mình sẽ tạo một cái group Telegram để các bạn có thể trao đổi, cũng như là hàng tuần thì mình sẽ tổ chức các cái buổi họp live stream, các cái buổi gọi điện call ở trên Telegram để các bạn có thể hỏi đáp. Ok, xin chào.